Chào các bác nha, cùng ôn lại một tí tuổi thơ 8X, 9X, không ai là không biết combo câu cá tuổi thơ chuẩn sách giáo khoa. Cần câu là những que tre nhỏ, dẻo. Lưỡi câu thì có hai bang phái, lò xo bút bi và dây phanh xe đạp. Cắt một đoạn vừa đủ, mai nhọn, rồi dùng kềm uốn thành hình lưỡi câu, nhỏ tí luôn nha. Trong tất cả các loại pháo thì đây là loại pháo mà bị ăn đòn nhiều nhất. Số người bị mẹ đập vì bẻ que chùy đót làm pháo nhiều vô cực. Sau khi hoàn thành cần câu hàng nặng thì chỉ việc rã cần, chờ nhấp pháo. Khúc này là bắt đầu tim đập, tay run. Bao về hang khủ. Và thành quả của bầu trời tuổi thơ là mang số cá câu được về nuôi và xem bể cá này như một kho báu riêng của chính mình. Chào các bác, hẹn các bác clip sau.